Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Mở đầu chương trình là một số clip phản ánh về giao thông. Khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, con đường từ trung tâm xã Cam Hiệp Bắc đến chân núi Hố Mây của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã bị sạt lở trên 300 mét, khiến hàng ngày người dân xã này mỗi lần đi lên nương rẫy hoặc vận chuyển nông sản đều phải rất vất vả mới có thể vượt qua được. Còn tại Bình Định, khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056 cho biết, tuyến tỉnh lộ DT635 từ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát đi về các xã phía đông của huyện Như Cát, như Cát Nhơn, Cát Hưng, Cát Tiến bị xuống cấp nghiêm trọng đã nhiều tháng nay, đặc biệt là đoạn đi qua địa phận xã Cát Trinh và Cát Tường. Đoạn đường dài chưa đầy 5 km nhưng có tới vài chục điểm hư hỏng và xuống cấp. Nguyên nhân là do các loại xe khách giường nằm đón khách ở các xã phía đông huyện Phù Cát và xe tải trọng lớn trên 15 tấn ra vào cụm công nghiệp Cát Nhơn với mật độ rất cao, trong khi tuyến đường chỉ cho phép xe tải trọng dưới 13 tấn lưu thông. Gửi phản ánh đến chương trình, anh Sinh rất mong ngành chức năng sớm kiểm tra và khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường, giúp cho người dân lưu thông thuận tiện hơn, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, một tuyến đường khác cũng trong tình cảnh tương tự là tuyến đường nối các xã Vũ Quý, Vũ Trung, Quang Bình, Vũ Công và Vũ Bình của huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Hơn 3 năm qua, tuyến đường huyết mạch để các xã có thể lên huyện Kiến Sương cũng như thành phố Thái Bình đã bị hư hỏng nghiêm trọng, gây ra rất nhiều những khó khăn cho người dân, nhất là đoạn qua xã Vũ Công. Phản ánh này đã được khán giả Thành Nam có số điện thoại 0965 3 số cuối 354 cung cấp cho chương trình trong tuần vừa qua. Trong khi đó, khán giả Phan Mạnh Phàn có số điện thoại 0974 3 số cuối 776 lại cho biết, quốc lộ 19 là con đường giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên và cảng Quy Nhơn, Bình Định. Thế nhưng tuyến đường này đang trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường bởi nhiều đoạn đã hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này cũng là do lượng xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông qua, nhất là vào các vụ mùa thu hoạch sắn, cà phê ở các huyện Chư Prông, Đức Cơ. Một phản ánh tích cực về giao thông đã được khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950 chia sẻ về chương trình trong tuần qua. Anh Vũ cho biết, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, dịch vụ xe ôm thân thiện dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người dân nhờ cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ phục vụ nhã nhặn và đặc biệt là góp phần giữ gìn trật tự xã hội và an toàn giao thông. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những clip đáng chú ý này. Đây là con đường dân sinh của xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm đã được tỉnh Khánh Hòa đầu tư xây dựng bằng bê tông xi măng để tạo thuận lợi cho việc mưu sinh của người dân trong xã có nương rẫy tại chân núi Hố Mây. Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ vừa qua, con đường đã bị sạt lở trầm trọng với hàng trăm khối đất đá từ trên núi đổ xuống. Trong đó nặng nhất là đoạn gần chân núi Hố Mây dài trên 300 mét bị biến dạng hoàn toàn. Hiện nay, mỗi lần người dân đi xe máy lên nương rẫy hoặc chở nông sản thu hoạch về đều phải rất vất vả mới có thể vượt qua được đoạn đường này. Đây là hình ảnh được ghi lại trên tỉnh lộ 635, đoạn qua xã Cát Tường, huyện Phú Cát. Nhiều tháng nay, người dân hai bên đường luôn sống trong cảnh ngày nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa thì nước tù đọng văng tung tóe vào nhà khi có phương tiện giao thông chạy qua. Bởi lẽ hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc trên mặt đường. Có vị trí tạo thành những hố sâu, vào những ngày mưa đã trở thành những cái bẫy cho người tham gia giao thông. Tuyến đường liên xã này xuống cấp từ năm 2013. Người dân trong xã cũng đã đề nghị nhiều lần với Ủy ban Nhân dân xã Vũ Công cũng như Bí Thư, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là chưa có vốn. Trước thực trạng này, không ít người dân đã tự bỏ tiền túi, mua đá răm về lấp các ổ gà, ổ voi, đoạn chạy qua trước khu vực nhà mình. Đường xấu dẫn đến nhiều hoạt động của người dân bị đình trệ. Việc vận chuyển hàng hóa từ xã Vũ Công đi nơi khác gặp rất nhiều khó khăn.
Theo quan sát của anh Nam, con đường liên xã đi qua xã Vũ Công xấu nhất ở hai vị trí là đoạn đi qua trường cấp 2 và đoạn qua trường tiểu học xã Vũ Công. Đây là hai đoạn đường yếu nhất và cũng là nơi qua lại của rất nhiều người, nhất là giờ cao điểm. Nhổ gà, ổ voi răng hết mặt đường, nên người đi xe máy cũng như đi bộ đều phải nép vào vệ đường để đi. Có những hố chiều dài lên đến 12 mét và chiều rộng lên đến 4 mét, nước ngập sâu hơn chục cm. Quốc lộ 19 có chiều dài 240 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai dài 169 km. Đến thời điểm này, nhiều đoạn trên tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là từ đoạn ngã ba Hàm Rồng, xã Chư Đông, tỉnh Pleiku đến ngã ba Bầu Cạn, huyện Chư Prong. Đoạn đường chỉ dài khoảng 10 km nhưng đã bị bong chóc, hư hỏng nặng. Có những vị trí bị lún thành những vũng sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đường bị hư hỏng khắp nơi, xe cộ qua lại hết sức vất vả, khó khăn. Người tham gia giao thông lo lắng nhưng không được sửa chữa, đầu tư nâng cấp kịp thời. Những điểm rạn nứt do được sửa chữa chắp vá trên mặt đường rất gồ ghề. Còn đoạn từ Bầu Cạn đi cửa khẩu Lệ Thanh hiện vẫn có nhiều vị trí nứt lún. Mô hình xe ôm thân thiện bắt đầu hoạt động tại thành phố Nam Định từ tháng 4 năm 2016 do anh Vũ Trọng Đoàn ở Trần Nhật Duật, thành phố Nam Định làm chủ. Anh Đoàn đã đầu tư trên 200 triệu, mua 7 chiếc xe máy có chất lượng tốt, đồng thời thông báo tuyển nhân viên. Có 12 nhân viên đến với công ty, họ đều là những sinh viên, những thanh niên chưa có việc làm. Khi mới bắt đầu công việc, việc đầu tiên phải làm là học cách giao tiếp với khách hàng, trung thực lễ độ, đặc biệt là phải nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, vận chuyển khách theo điều động của tổng đài. Sau 5 tháng đi vào hoạt động, mặc dù phải bù lỗ nhưng anh Đoàn không nản lòng, vẫn vận động anh em yên tâm làm việc và sự kiên trì đó đã được đền đáp. Từ tháng 9 năm 2016, dịch vụ bắt đầu phát triển mạnh, khách liên tục gọi đến tổng đài đăng ký, các tài xế hoạt động suốt 24 giờ, từ dịch vụ đưa đón học sinh đến chuyển hàng theo yêu cầu của khách. Đến tháng 11 năm 2016, dịch vụ đã tạo được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, ban biên tập của chương trình đã nhận được nhiều phản ánh liên quan đến môi trường. Trong đó phải kể đến phản ánh của khán giả Phát Huy trú tại Vân Canh, Bình Định. Anh Huy cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng sinh học Vân Canh, tỉnh Bình Định mới đi vào hoạt động thử nghiệm vào năm 2014. Cho đến tháng 7 năm 2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Canh đã đi kiểm tra và lập biên bản nhắc nhở việc công ty này xả thải gây ô nhiễm môi trường và đề nghị phía công ty phải có trách nhiệm khắc phục. Tuy nhiên từ đó cho đến nay thì công ty này vẫn không xử lý cải tạo và ngược lại lại còn thải ra nhiều hơn, gây bức xúc trong nhân dân. Còn khán giả Phan Mạnh Phàn có số điện thoại 0974 3 số cuối 776 lại phản ánh. Đã nhiều tháng nay, người dân tại khu vực ngã ba núi Hàm Rồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và người tham gia giao thông rất bức xúc trước sự tồn tại của những bãi rác lộ thiên ngay bên đường quốc lộ 19. Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Gửi phản ánh đến chương trình, anh Phan rất mong các cơ quan ban ngành có liên quan ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai sớm kiểm tra xử lý những bãi rác này và có kế hoạch thu gom rác sinh hoạt của người dân để không còn tái diễn cảnh đổ rác thải bừa bãi như hiện nay. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus Zika. Một trong những nguyên nhân lây nhiễm là do muỗi truyền bệnh. Trong khi đó, theo ghi nhận của khán giả Nguyễn Đình Ngọc có số điện thoại 0168 3 số cuối 784, thì trên địa bàn thành phố còn tồn tại nhiều khu vực có bèo Tây. Nơi đây là nơi sống và phát triển mạnh của muỗi, nhưng lại không được dọn dẹp.
Vì vậy, nguy cơ phát sinh ra dịch bệnh là rất cao. Mời quý vị và các bạn cùng lại điểm lại những chùm clip rất đáng chú ý này. Vào tháng 7 năm 2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Canh đã đi kiểm tra và lập biên bản nhắc nhở việc công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng sinh học Vân Canh xả thải gây ô nhiễm môi trường và đề nghị phía công ty phải có trách nhiệm xử lý toàn bộ số nước thải đã xả không đúng quy cách. Tuy nhiên, theo ghi nhận của khán giả Phát Huy, từ đó đến nay, công ty này vẫn không xử lý cải tạo, ngược lại còn xả thải nhiều hơn. Nước có màu đen chảy ra từ phía cổng vào của công ty qua các lỗ nhỏ ở tường rào. Mùi thối tỏa ra khắp vùng, làm ảnh hưởng hàng trăm hộ dân đang sống tại làng Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh. Ngoài ra, để xử lý nước thải tồn đọng trước cổng ra vào, công ty này đã đào mương cho nước thải chảy trực tiếp ra ngoài sông mà không hề qua hệ thống xử lý. Dọc theo tuyến quốc lộ 19 từ ngã ba Hàm Rồng đi cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có hàng chục bãi rác dân sinh vô tư mọc lên. Những bãi rác dài hàng chục mét nằm tràn ra khắp mặt đường với đủ các loại rác thải như túi ni lông, xác chết động vật, rau quả thối. Tất cả đều chất thành đống hoặc dồn vào trong các bao tải vứt chỏng chơ trên đường. Nhà chờ xe buýt cũng không ngoại lệ. Rác thải tràn lan ngay dưới chân hành khách. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây ra không ít phiền toái cho những người tham gia giao thông mỗi lần đi ngang qua. Những hình ảnh được ghi lại mới đây tại khu vực dưới chân cầu trắng. Con kênh nằm song song với trục đường xa lộ Hà Nội ở quận 2 tràn ngập bèo. Do một thời gian dài không ai vớt nên đã hình thành những bụi bèo phát triển mạnh, nổi kín mặt kênh suốt chiều dài gần 3 km. Mùi hôi thối, khó chịu, cộng với dòng kênh luôn có màu nước đen ngòm, khiến khu vực luôn trong tình trạng ô nhiễm. Bèo còn là nguyên nhân gây tắc nghẽn dòng chảy, phát sinh nhiều ổ bệnh. Chuyển sang một số phản ánh đáng chú ý khác. Trong quá trình thi công kè chắn sóng tại xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, hàng chục căn nhà đã bị nứt và khiến cho người dân hết sức lo lắng. Nhiều nhà bị vết nứt chạy dài từ mái nhà xuống đến chân tường. Và được biết là người dân đã nhiều lần phản ánh với đơn vị thi công, nhưng việc thi công thì vẫn không dừng lại. Đây là nội dung phản ánh mà khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904 đã gửi đến chương trình trong tuần vừa qua. Còn khán giả Lê Phù Tô từ địa chỉ email lephuto68a@gmail.com lại cho biết, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là diêm dân Bạc Liêu sẽ bắt tay vào sản xuất vụ muối mới. Tuy nhiên thì hiện tại lượng muối sản xuất trong vụ vừa qua vẫn còn tồn đọng khá lớn, trong đó đều là muối đen, không nằm trong diện thu mua tạm trữ. Muối để lâu lại gặp mưa dầm trong suốt thời gian vừa qua nên lượng muối hao hụt rất nhiều và khiến cho diêm dân càng thêm thiệt hại.
Một chia sẻ thú vị chương trình nhận được trong tuần đến từ khán giả Thanh Hải, số điện thoại 0903 và số cuối 779. Từ Thừa Thiên Huế thì anh Hải cho biết vào tối ngày 14 tháng 11, nghe tin xuất hiện siêu trăng lớn nhất trong vòng 68 năm qua và chỉ xuất hiện trở lại sau 18 năm nữa. Người dân thành phố Huế đã rất háo hức đón chờ được chiêm ngưỡng hiện tượng hiếm gặp này. Một số người còn chuẩn bị cả ống kính thiên văn để ngắm trăng được rõ hơn. Theo dõi chương trình trong tuần vừa qua thì hẳn nhiều quý vị khán giả sẽ không quên clip của khán giả Bùi Tiến từ số điện thoại 0168 và số cuối 246. Anh Tiến đã chia sẻ về tấm gương của bà Nguyễn Thị Bốn, 70 tuổi, người luôn được người dân ở thôn Nhân Xá, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình kính trọng bởi sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc chữa các bệnh về xương khớp. Gần 50 năm qua thì bà đã gắn bó với việc khám và điều trị cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đoạn clip đáng chú ý này. Công trình thi công tuyến bờ kè chắn sóng tại làng chài xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh đã được thi công gần 5 tháng nay. Kể từ khi công trình được triển khai xây dựng, hàng loạt ngôi nhà tại hai thôn Đông Nam và Đông Bắc nằm sát với công trình kè chắn sóng đã bị nứt. Đặc biệt, khi đơn vị thi công là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Khánh Anh bắt đầu triển khai đóng cừ thép, thì mức độ nứt nhà dân càng trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của trên 20 hộ dân ở đây. Nhiều nhà bị vết nứt chạy dài từ mái nhà xuống đến chân tường, chạy ngang, chạy dọc. Thậm chí, vết nứt ngày càng mở rộng. Được biết, người dân đã nhiều lần phản ánh với đơn vị thi công, nhưng việc thi công vẫn không dừng lại, khiến người dân rất lo lắng. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là diêm dân Bạc Liêu sẽ bắt tay vào sản xuất vụ muối mới. Tuy nhiên, hiện tại lượng muối sản xuất trong vụ vừa qua vẫn còn tồn đọng khá lớn, đang được diêm dân bảo quản trong các tu trải dài trên các bờ đê. Được biết, số muối tồn đọng đều là muối đen, không nằm trong diện thu mua tạm trữ. Hiện toàn tỉnh Bạc Liêu vẫn còn tồn đọng hơn 60.000 tấn muối đen. Giá bán hiện tại chỉ còn 300 đến 400 đồng 1 kg, nhưng rất ít thương lái tìm mua. Không bán được muối, bà con đưa vào bảo quản trong những tu lợp bằng lá dừa nước. Lâu ngày lá mục, lại gặp mưa dầm trong suốt thời gian qua, nên lượng muối hao hụt rất nhiều, khiến diêm dân càng thêm thiệt hại. Mặc dù theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, thì phải đến đêm ngày 14 tháng 11, siêu trăng kỷ lục mới xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng nhiều ngày trước đó, trên các diễn đàn, nhiều người đã lên kế hoạch để chào đón sự kiện này ở những nơi đặc biệt nhất. Ngay từ 18 giờ 30 phút, đã có hàng trăm người kéo về các địa điểm trung tâm có vị trí thoáng mát để ngắm siêu trăng như quảng trường Đại Nội Huế, cầu Dã Viên. Một số người còn chuẩn bị cả ống kính thiên văn để ngắm trăng được rõ hơn. Mặt trăng tối ngày 14 tháng 11 lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường. Ai nấy đều không ngớt trầm trồ trước hình ảnh hùng vĩ, kỳ diệu hiếm thấy. Không biển hiệu quảng cáo hay giới thiệu, căn nhà nhỏ giản dị này lại chính là nơi từng tiếp đón rất nhiều lượt bệnh nhân ở khắp mọi nơi đến để khám và chữa các bệnh về xương khớp trong suốt hàng chục năm qua. Dù ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng lương y Nguyễn Thị Bốn vẫn lặng lẽ làm công việc thầm lặng ấy mà chưa bao giờ cảm thấy mệt nhọc. Bệnh nhân đến đây chủ yếu bị chảy khớp, bong gân, các bệnh về thoái hóa xương cốt, thoát vị địa đệm, nấm hay viêm xoang đều được bà chữa trị chu đáo tận tình.
nặng thì 2 đến 3 tháng qua tay bà là khỏi. Còn nhẹ thì 1 tuần với phương pháp dùng thuốc nam kết hợp với kinh nghiệm nắn bóp, đảo thông huyệt mạch. Phần lớn các bệnh nhân khi đến điều trị đều khỏe mạnh ra về sau một thời gian. Tiếng lành đồn xa, nhiều bệnh nhân ở các tỉnh thành khác như Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, v.v. thậm chí trong cả miền Nam cũng lặn lội tìm về. Nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bà chỉ lấy 5-3 đồng tiền công, trừ chi phí thuốc thang đi, chỉ đủ rau dưa hàng ngày. Bận rộn là vậy, nhưng bà luôn tâm niệm rằng công việc như để làm phúc cho con cháu sau này, vì vậy bà luôn trân trọng nghề. Tiếp theo xin được chuyển sang phần công bố các clip trúng thưởng tuần này. Xin được chúc mừng khán giả Phan Giáo Họ có số điện thoại 0164 3 số cuối 958. Người đã gửi clip Hà Giang lễ hội nhảy lửa của người Bà Thẻn thu hút đông đảo du khách đến chương trình trong tuần vừa qua. Với clip này thì anh Họ sẽ được nhận được một phần quà, đó là một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng của VTC. Còn với clip cô giáo cắm bản gieo chữ trên non, khán giả Hoàng Tính có số điện thoại 0918 3 số cuối 358 đã may mắn giành được một bộ đầu thu kỹ thuật số VTC HDV1 và phần thưởng sẽ được gửi tới cho các quý vị khán giả may mắn trong thời gian tới. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip này. Theo người dân địa phương, lễ hội nhảy lửa đã có từ rất lâu đời và tồn tại cùng cuộc sống tinh thần của đồng bào hàng trăm năm nay. Lễ hội có ý nghĩa cổ vũ lao động, xua đi những điều không may mắn trong năm cũ. Đồng thời, lễ hội này còn có ý nghĩa cầu mùa màng bội thu, cầu cho con người có sức mạnh để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Trước khi lễ hội diễn ra, đồng bào người Pà Thèn phải cử một vị thầy cúng uy tín để phù phép. Họ quan niệm làm như vậy mới giúp những thanh niên, già làng có thể chân trần nhảy vào ngọn lửa đang cháy đỏ rực mà không lo bị bỏng. Trường mầm non xã Nậm Khòa có 5 điểm trường với 7 lớp học, 160 em học sinh, 15 cán bộ, giáo viên. Trong đó tại trường chính có 6 cán bộ, giáo viên trẻ. Gọi là trường chính, nhưng trường còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy giáo dục trẻ. Do diện tích nhà trường hẹp, thiếu lớp học, nhà lưu trú cho giáo viên, góc vui chơi hoạt động cho trẻ. Đối với các điểm trường còn lại, nằm rải rác tại thôn bản, trong đó có 2 điểm trường đường giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, không có điện lưới quốc gia là điểm trường Sơn Thành Thượng và Sơn Thành Hạ. Để đến được điểm trường này, theo chân các cô giáo mầm non cắm bản vượt qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh toàn đá và dốc mới thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn, đầy gian nan mà các cô giáo cắm bản hàng ngày vẫn miệt mài, yêu ngành, yêu nghề để đến tận thôn bản dạy con chữ cho các em. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình ngày chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ email là gocnhinkhangia@vtc.gov.vn.
hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.